Ok, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video hướng dẫn tiếp theo mình ngày hôm nay. Và ở trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để lên một cái chiến dịch quảng cáo chuyển đổi cơ bản nhất khi mà mọi người đã chuẩn bị sẵn nội dung, content và video hoặc là hình ảnh để mọi người có thể là tạo một chiến dịch quảng cáo chuyển đổi cơ bản. Thì đầu tiên khi mọi người truy cập vào trình quản lý quảng cáo thì nó sẽ hiện ra cái phần bảng bên trái như thế này. Đó, và cái phần bên phải này của mình là đang chuẩn bị về nội dung rồi. Đã chuẩn bị sẵn về nội dung. Ok. Và ở đây thì để lên được một cái chiến dịch thì chúng ta sẽ quay sang trình quản lý quảng cáo và chúng ta sẽ bấm vào phần tạo ở đây. Đó, chúng ta nên nhớ là cái công trình quản lý quảng cáo là một cái công cụ để đưa cái bài viết của chúng ta xuất hiện lên trên mặt của khách hàng, xuất hiện lên trên bảng tin của khách hàng để khách hàng có thể đọc được. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ lựa chọn vào cái mục tiêu chiến dịch. Chúng ta muốn lựa chọn mục tiêu chiến dịch thì chúng ta sẽ lựa chọn vào mục tiêu chuyển đổi, vì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người lên một cái chiến dịch chuyển đổi. Đó. Và ở phần cài đặt sự kiện thì mình đã có những cái video hướng dẫn trước. Mọi người có thể xem lại những cái video trước của mình để cài đặt những cái sự kiện chuyển đổi cho tài khoản quảng cáo nha. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu lựa chọn đặt tên. Ví dụ như đây mình sẽ đặt tên là ngày hôm nay ngày 13 tháng 10. Đấy, chuyển đổi này. Video lẫn lộn này. Mình đặt tên cho nó dễ nhớ. Rồi, dễ nhớ và dễ theo dõi để có thể là dễ dàng scale hoặc là chúng ta có thể là tắt bớt đi. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ đặt tên nhóm. Ví dụ như là cái nhóm này mình sẽ target vào cái nhóm đối tượng của mình là. Ở đây mình sẽ mở một cái bảng target ra. Đó, tuy nhiên cái phần này mình sẽ che lại để đây là cái phần mà mình mất công mình nghiên cứu rồi thì mọi người sẽ cần phải tự nghiên cứu. Ở đây mình sẽ che lại nha. Ok. Và ở đây thì mình sẽ ví dụ là mình sẽ lấy ở một cái nhóm target là nhóm 1. Đó, nhóm target là nhóm 1. Ví dụ là như vậy. Tiếp đó là mình sẽ đặt số 1 vào đây. Và sau đó tên quảng cáo thì mình sẽ để thêm một cái nội dung, ví dụ như ở cái phần quảng ở phần bên phải nội dung này. Đó, mình sẽ lấy một cái quảng cáo là quảng cáo nhiều này thì mình sẽ đặt tên là quảng cáo nhiều ở đây. Nội dung quảng cáo nhiều. Đó, vậy sau đó chúng ta sẽ bấm vào tiếp tục. Ok, ở đây thì chúng ta có thể là lựa chọn cái ngân sách chiến dịch. Tuy nhiên là mình đang test một bài quảng cáo mới thì mình sẽ để nguyên và mình để ngân sách nhóm thì chúng ta sẽ bấm vào tiếp. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu lựa chọn về cái sự kiện chuyển đổi này thì chúng ta sẽ cần phải lựa chọn pixel. Ở đây mình sẽ lựa chọn là pixel Hoàng Bà Tàu Edu này. Và sau đó mình sẽ lựa chọn cái sự kiện. Sự kiện ở đây thì mình đang chạy cho 5 ngày. Mình sẽ lựa chọn là cái 5 ngày. Năm đây ok. Đó. Rồi, ở đây thì cái ngân sách mình test được, mình có thể test được là mình đã tính toán test thì mình có thể là để 1 triệu tư cho một nhóm. 1 triệu tư một nhóm và sau đó thì mình sẽ để một cái mình có thể lên lịch ở đây bằng cái ngày bắt đầu này. Ví dụ như ở đây mình muốn 23 giờ 59 phút bắt đầu mới chạy quảng cáo thì mình sẽ cài đặt cái quảng cáo này ở đây. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu lựa chọn về phần đối tượng. Ở phần đối tượng này thì mình đã thêm những cái đối tượng để mình có thể loại trừ đi. Đấy, ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn vào những cái đối tượng mà chúng ta muốn quảng cáo tới. Ví dụ như là chạy cho đối tượng ấm, nóng thì chúng ta sẽ lựa chọn vào những cái đối tượng mà chúng ta tạo. Ví dụ như ở đây là đã xem 50% video thu pixel. Đấy, mình sẽ lựa chọn vào đây. Tiếp đó là mình sẽ bấm vào phần loại trừ. Đấy, mọi người muốn thêm thì mọi người có thể thêm những đối tượng mọi người muốn xuất hiện nha. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn đối tượng loại trừ. Đó, sau đó loại trừ đi những người đã đăng ký. Ví dụ như là tương tác bài viết quảng cáo ở trên trang này. Đó, inbox cho trang này vì mình có chạy inbox mà. Rồi sau đó là mình sẽ bắt đầu lựa chọn cái vị trí. Ở đây, ok, ở đây thì mình đang hướng dẫn mọi người về phần target cho nên là phần đối tượng điều chỉnh này mình sẽ tắt đi. Đó. Và cái vị trí này thì mình hiện tại thì mình chạy full Việt Nam. Mọi người có thể test cho những thành phố lớn để Facebook nó phân phối tới đúng tệp khách hàng của mọi người hơn. Ok, sau khi lựa chọn xong cái vị trí của mọi người. Ok, ở phần vị trí này thì mình bổ sung thêm nó. Mọi người có thể là loại trừ đi những cái vị trí mà mọi người không muốn quảng cáo tới bằng cách là lựa chọn là phần chỗ bao gồm này và lựa chọn là phần loại trừ. Ví dụ như ở đây mình sẽ lựa chọn là Hồ Chí Minh. Mình không muốn quảng cáo cho Hồ Chí Minh. Mình sẽ lựa chọn là Hồ Chí Minh. Đó, sau đó mình lựa chọn bang. Rồi tiếp đó là độ tuổi. Ở phần độ tuổi này thì cái tệp danh sách khách hàng của mọi người
thường nằm ở trong độ tuổi nào thì mọi người cần phải biết được và mọi người lựa chọn. Ở đây ví dụ như là từ 26 tuổi cho đến khoảng 39 đi. Rồi giới tính thì mình để nguyên, tùy vào từng ngành và tùy vào sản phẩm mà mọi người có thể lựa chọn vào giới tính nhá. Rồi ở phần nhắm mục tiêu chi tiết này khá là quan trọng, chúng ta sẽ cần phải lưu ý với ba cái nhóm đối tượng để chúng ta có thể loại trừ đi nó là những con clone, thì nó khi chúng ta hiển thị quảng cáo lên thì nó sẽ rất là tốn tiền. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn, mọi người có thể copy và paste vào cho nó nhanh. Đấy, khi paste vào thì nó sẽ xuất hiện luôn. Ở phần target này thì mình sẽ lấy nhóm đối tượng là một và mình copy, mình dán trực tiếp vào trong cái nhắm mục tiêu chi tiết ở đây. Đó là nó cũng sẽ xuất hiện luôn. Đó. Rồi, tiếp đó là chúng ta sẽ đi đến cái phần bên dưới là phần ngôn ngữ. Ngôn ngữ mọi người có thể lựa chọn theo những cái ngôn ngữ như là tiếng Anh hoặc là tiếng Việt gì đó. Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ để mặc định, mình chỉ chạy cho người Việt Nam thôi. Rồi, ở phần vị trí quảng cáo, khi mà mọi người chạy chuyển đổi thì mình khuyên mọi người nên sử dụng quảng cáo tự động để cho Facebook nó tối ưu hơn. Và nếu mọi người chạy quảng cáo Messenger thì mọi người sẽ lựa chọn vào cái phần vị trí quảng cáo thủ công và tắt cái Instagram và Audience Network này đi. Nếu không tắt thì Facebook nó cũng sẽ báo lỗi thôi. Ok, ở đây quay lại với vị trí quảng cáo tự động. Ở phần quảng cáo tự động này thì chúng ta sẽ lựa chọn để nguyên, và bên dưới này chúng ta có thể đặt cái giá thầu này. Đó, chỉnh sửa đây, chỉnh sửa phần tối ưu quảng cáo cho lượt chuyển đổi hoặc là lượt xem trang đích hoặc là tùy chỗ khác ở đây này. Đó, tuy nhiên ở đây thì mình đang chạy mục tiêu chuyển đổi, mình sẽ để là chuyển đổi nha. Rồi, cái phần kiểm soát chi phí này thì mọi người, khi mọi người muốn đặt cái chi phí vào đây thì mọi người phải tính toán được cái con số mà mọi người chịu đựng được khi có một cái kết quả. Đấy, tức là cái chi phí trên một kết quả mà mọi người có thể chịu đựng được. Ví dụ như ở đây mình chịu đựng được là khoảng 70.000 thì mình sẽ để là 70.000. Đấy, tuy nhiên là mình sẽ không để như này, mình sẽ để cho Facebook tự tối ưu. Đó, và hiển thị thêm ở đây, Facebook nó mới cập nhật cái cài đặt cái phân bổ này. Ở ngày trước là 7 ngày sau khi nhấp thôi, bây giờ thì nó sẽ cập nhật vào cái 7 ngày sau khi nhấp hoặc là 1 ngày sau khi xem. Đó, thì đây là cái Facebook nó mới cập nhật để nó tối ưu cái quảng cáo cho chúng ta. Và ở đây thì chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo, chúng ta sẽ tạo cái bài quảng cáo. Ok, ở đây thì chúng ta đã chuẩn bị trang rồi, ở đây sẽ lựa chọn trang này. Đấy, chúng ta sẽ lựa chọn trang của chúng ta. Và ở phần tài khoản Instagram này, nếu mọi người không có thì mọi người có thể lựa chọn xem cái nó gợi ý ở đây này. Lựa chọn cái tài khoản ấy, ở đây mình tạo rồi thì mình có cái tài khoản riêng của mình. Đó. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu thêm những cái video hình ảnh và nội dung của chúng ta. Ở phần bên phải này, đây là cái phần tiêu đề. Mình đã chuẩn bị tiêu đề, nội dung, mô tả đã chuẩn bị sẵn, thì mình chỉ việc copy ở đây. Đó, mình chỉ việc copy ở đây. Copy ở đây thì mình sẽ dán vào phần nội dung ở đây. Đó. Và mọi người cũng sẽ nên làm như mình, ví dụ như phần link này. Link mình sẽ không để cái link rút gọn này nữa, mình sẽ để cái link chính của mình để mình có thể dễ dàng đo lường hơn. Ví dụ như ở đây là ok. Rồi, mình sẽ dán lại vào đây. Rồi ok. Và cái phần tiêu đề thì đã chuẩn bị sẵn ở trên này rồi. Chúng ta có thể đặt những cái tiêu đề khác nhau. Ví dụ như là ở đây. Huy đưa anh Duy. Đưa anh Duy. Ok, ở phần mô tả này thì mình sẽ lựa chọn cái phần mô tả này và mình copy vào và mình dán nó vào đây. Đó, và tiếp đó là cái phần nút kêu gọi hành động. Nút kêu gọi hành động này thì mình sẽ lựa chọn tùy vào mục tiêu của mình. Mình muốn họ đăng ký hay là họ tìm hiểu thêm thì mình sẽ lựa chọn đây. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn là đăng ký. Và phần video này thì mình sẽ thêm vào cái phần video. Đó, chúng ta sẽ tải lên. Tuy nhiên ở đây là mình đã chuẩn bị sẵn, mình đã có sẵn rồi thì mình sẽ lựa chọn ở đây luôn. Và mình bấm vào tiếp. Bấm vào xong. Khi mọi người tải lên thì mọi người vẫn cần phải chờ một thời gian để cho nó load video nha. Rồi, ở phần cái link này thì cũng khá là quan trọng này. Ở bên mình thì mình đang sử dụng một cái công cụ khác để đo lường, cho nên là mình sẽ sử dụng thêm một cái campaign URL này để mình tạo một cái đường link để đo lường nó dễ hơn cho từng cái quảng cáo của mình. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ để là quảng cáo nhiều. Ở đây phần này mọi người sẽ cần phải tự tìm hiểu thêm nha. Tuy nhiên là phần này mình làm để mình đo luôn. Đấy, thì mọi người có thể xem thêm ở đây. Ví dụ ngày hôm nay này, video là cái so sánh 2020, 2021, 2020, 2021.
2021-2019. Rồi, Kemen Suột thì mình để là Facebook vì mình đang quảng cáo là Facebook. Đó, và mục tiêu chiến dịch thì mình để là conversion. Ở đây là mình đang chạy mục tiêu là mục tiêu chuyển đổi thì mình sẽ để là conversion ở đây. Đó, tiếp đó là mình sẽ copy cái link này và quay sang cái trình quản lý quảng cáo và mình dán cái link vào đây. Đó, để mình có thể là đo lường được. Ok, đợi một chút cho nó load. Đây là cái phần vị trí này rất hay bị lỗi, cho nên mọi người cần chú ý để cho nó load xong thì mình không báo lỗi nha. Ok. Rồi, phần này khi chúng ta đã tạo xong thì chúng ta có thể kiểm tra lại một lần nữa. Ví dụ như khi chúng ta đã chọn cái nút kêu gọi hành động trước này mà chúng ta thêm video sau thì nó sẽ đổi cái nút kêu gọi hành động này của chúng ta về cái nút mặc định. Ở đây chúng ta sẽ lựa chọn là đăng ký. Đó, rất là đơn giản thôi để chúng ta có thể lên được một chiến dịch quảng cáo ở trên Facebook rồi. Và chúng ta muốn có thêm những bài quảng cáo khác thì chúng ta sẽ bấm vào dấu ba chấm ở đây và tạo bản sao. Sau khi tạo bản sao thì chúng ta sẽ bấm vào sao chép và chúng ta sẽ lấy nội dung khác để chúng ta có thể là dán vào trong phần nội dung của chúng ta. Ở đây thì mình có rất là nhiều nội dung chuẩn bị sẵn rồi, cho nên là chỉ cần copy và paste vào thôi. Copy, paste vào. Đó, mọi người sẽ cần phải chuẩn bị sẵn nội dung nha. Ok, copy nhầm rồi. Mình sẽ lấy bài khác đi. Ok, lấy bài này nha. Mình sẽ copy vào, mình dán vào đây. Rồi, tiếp đó là mình chỉnh sửa trong phần nội dung. Đó, lấy cái link đăng ký. Mình dán vào đây. Và lại phải sửa lại cái link để đo lường. Ở đây là nội dung là kinh doanh chưa bao giờ là dễ thì mình sẽ để ở đây. Ok. Sau đó là chúng ta sẽ sao chép cái link này và quay trở lại với trình quản lý quảng cáo và dán vào trong cái phần URL trang web. Đó. Rồi, mình sẽ tắt cái đi, mình không để gọi nha. Rồi, ok. Mọi người có thể để lựa chọn cái tiện ích cuộc gọi này vào cũng được, không sao cả. Đấy, ở đây thì mình đã có sẵn số rồi, số hotline của bên mình. Đó. Và chúng ta sẽ chờ một chút cho nó load lại, cho nó lưu lại cái này. Rồi, ok. Và ở đây thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý khi chúng ta viết nội dung ở trên online thì chúng ta sẽ cần phải chú ý là nó sẽ bị lỗi chữ ớ, chúng ta sẽ sửa lại. Chữ ớ viết hoa thì thường nó sẽ bị lỗi, chúng ta sẽ sửa lại nha. Rồi, ok, nó chỉ có vậy thôi. Sau khi xong thì chúng ta chỉ cần bấm vào nút đăng là xong thôi. Tuy nhiên ở đây là chúng ta khi mà chúng ta bấm đăng ở đây thì nó sẽ chỉ đăng một cái bài mà chúng ta chọn thôi, và chúng ta sẽ x nó đi, sau đó chúng ta bấm vào xem lại và đăng. Ở phần xem lại và đăng này chúng ta sẽ có thể xem lại được những cái lỗi, ví dụ như nó yêu cầu sửa lỗi này. Tuy nhiên là đây là những cái mà vị trí mà nó không hiển thị được thì cũng không sao cả, chúng ta cứ kệ nó. Và hoặc là chúng ta có thể tối ưu những cái vị trí này bằng cách bấm vào sửa này, sửa và tối ưu những cái vị trí mà nó yêu cầu sửa. Ví dụ như ba cái vị trí yêu cầu sửa này, chúng ta bấm vào chỉnh sửa và chúng ta sửa. Tuy nhiên ở đây thì mình không mất quá nhiều thời gian. Đó, và chúng ta chỉnh sửa những cái thumbnail để cho khách hàng nhìn thấy khi mà cái video này xuất hiện. Ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào chỉnh sửa file phương tiện này, và chỉnh sửa video này. Đó, và hình thu nhỏ và bấm vào thủ công. Nếu mà chúng ta đã tạo được một cái hình ảnh thu hút rồi, chúng ta sẽ lựa chọn thủ công. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn, mình sẽ để mặc định vì mình thấy cái này cũng khá là tò mò. Đấy. Ok. Rồi chúng ta sẽ bấm vào lưu và chúng ta sẽ đợi một chút và chúng ta sẽ quay trở lại bấm xem lại và đăng. Ok, mọi người chờ mình một chút. Rồi, mình sẽ bấm vào xem lại và đăng. Đó, bấm vào đăng. Ok. Hiện tại thì chạy chiến dịch quảng cáo chuyển đổi ở trên Facebook cũng khá là khó. Thì mọi người cũng có thể sử dụng thêm những cái tool trick để có thể là chạy được chiến dịch quảng cáo chuyển đổi. Tuy nhiên là cái tool trick thì nó cũng chỉ sống được 1-2 ngày thôi, hoặc là 1 tuần, 2 tuần gì đó thôi. Đó. Rồi, ở trong cái video này thì mình đã hướng dẫn mọi người xong cái cách để lên một cái chiến dịch quảng cáo chuyển đổi ở trên Facebook. Và có thể ở video hướng dẫn tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để lên một cái chiến dịch Messenger cơ bản nhất. Từ cái lúc chúng ta bắt đầu lên một chiến dịch Messenger và chúng ta sẽ cần phải cài đặt những cái gì trên chatbot hoặc là trên fanpage như thế nào để cho nó tự động hơn, để chúng ta đỡ mất thời gian hơn. Và hẹn mọi người ở những cái video hướng dẫn tiếp theo mình. Tạm biệt.